Xin chào các bạn và trong video này thì có lẽ chúng mình sẽ làm về dòng xe Honda Wenfa nha Một chiếc xe có lẽ là các bạn Những người mà vừa mới mua xe các bạn sẽ nghĩ đến nghe pha Hoặc là những bạn các bạn học sinh, sinh viên Là những anh chị chuẩn bị chạy rapper Hay là những người dân mà có thể là Mức thu nhập chưa khá giả thì họ sẽ nghĩ đến pha Với chiếc xe Wenfa này thì đôi đã một cái biểu tượng của nhà Honda rồi Được ra mắt từ năm khoảng năm 2002 Và tính tới nay cũng đã hơn 20 năm rồi chiếc nguyên pha này vẫn là một cái biểu tượng của cái sự bền bỉ và vững chắc của nhà máy Honda nha trước mắt các bạn thì đang là những cái phiên bản mới nhất của nguyên pha đời mới này và đây là phiên bản nguyên pha màu trắng đã được uh, hãng đặt độ thêm cái vành ấy, vành chín năm kép như thế kia mình sẽ sâu ra một vài cái hình ảnh của nguyên pha nha thì đây là màu đen nha mọi người nó ở đời năm nay chúng ta sẽ có là 5 màu màu đen màu đỏ màu trắng màu xanh à, 4 màu nha các bạn đen đỏ trắng xanh nói bây giờ thì chỉ còn một màu xanh thôi màu đen này bọn này màu đen đây màu đen bóng và cái tem của Honda này năm nay sẽ là tem vàng màu vàng đen nhìn rất là sang cảm giác chiếc xe Winfa pha bình dân nhưng mà tô điểm thêm cái lớp sơn đen vàng này nó cực kỳ là sang say lên các bạn ạ hiện tại thì Winfa pha đang có giá là từ khoảng 20 đến 21 triệu có lẽ là khá là hợp lý so với tất cả những dòng xe mà của Honda đang lên giá thời điểm tại đây là phiên bản màu trắng này nguyên và trắng vành đen thì tí nữa mình sẽ quay chi tiết hơn phiên bản này nha màu đỏ này mọi người này một màu đỏ bóng này những ai mạnh hỏa đều thực sự sử dụng cái màu này nha mọi người 20 21 triệu nguyên xe giá xe chia tính tiền đăng ký xe nha mọi người đấy nguyên pha thì màu nguyên bản của xe sẽ là À, vành, vành, vành nan mọi người còn tất cả những chiếc xe pha mà có thêm vành đúc thì đây là cái màu à, cái vành mà hãng đã độ thêm cho các bạn và các bạn có thể lựa chọn là vành nan, êm ái hoặc là vành đúc cảm giác rất là thể thao, mạnh mẽ và là cá tính hơn. đó mọi người để ý nhá là tất cả các dòng xe pha hiện tại thì đều cái đèn nó xe ấy, đều không thể tắt được và sẽ gây ra một cái cản trở vô hình chung cho các bạn là một số anh chị không thích cái chế độ này đã lắp thêm một vài công tắc uh, để có thể là tắt được cái đèn này nó rơi khoảng từ 3 đến 400 000 Đấy, đây là một chiếc xe Win pha trắng nó còn vừa từ nhà máy về còn chưa kịp uh, nguyên trinh chưa kịp uh, bóc ni lông này mọi người này. Đấy, khi mua lấy xe từ nhà máy về thì bên hãng người ta sẽ chỉ có là hai cái gương, đó chính là cái hộp ở phía trước. chấm hết. Đấy, một số các bạn mua xe thì yêu cầu là cần phải có thêm các phụ kiện như là inox uh, bảo vệ giữa hay là cái hai cái giá treo hàng và cho rằng là À, người hãng người ta lấy mất nhưng thực chất nó không phải nha mọi người đấy mình sẽ vào bên trong cửa hàng để quay thêm cho các bạn về màu pha màu tím hay còn gọi là màu xanh đấy đây là màu xanh tím than nha mọi người đấy trước thì pha có màu xanh ngọc và màu xanh dương Nhưng hiện tại thì họ pha đã không còn sản xuất nữa và họ chỉ sản xuất riêng cái pha màu xanh tím này thôi thì đây theo mình đánh giá cái màu này màu nó khá đẹp bắn thật cực kỳ là chạy với những bạn nào mua màu đen mà hãng người ta hết hàng ạ, thì các bạn có thể tính đến một cái màu tím như này nha xanh tím rất đẹp nha mọi người cũng từ 20 đến 21 triệu này thôi máy của winfa thì có lẽ không phải bàn rồi có những chiếc xe uh, một sản xuất từ đời 2002 ấy. thời điểm hiện tại thì nó vẫn chạy bon bon ngoài đường nó quá tiết kiệm xăng bền bỉ thực chất thì không phải tiết kiệm xăng đâu theo những cái thông số mà Honda đưa ra thì chiếc xe này là một lít chín cho một trăm cây nhưng thực chất thì nó quá bền bỉ các bạn ạ động cơ bền bỉ và vĩnh cửu của chiếc xe Winfa này rất nhiều người chia sẻ rằng chiếc xe Queen Fan này chỉ việc là đổ xăng, thay dầu và đi chấm hết. Ngoài ra không cần phải làm bất kỳ một cái gì ngoài việc là thi thoảng các bạn đi tăng xích, các bạn chỉnh lại cái má phanh một chút xíu hay là các bạn làm một vài cái dịch vụ bảo dưỡng cơ bản của chiếc xe. Còn hầu hết thì cái chi phí bảo dưỡng cho chiếc xe này nó cũng chỉ vài trăm nghìn trong một năm, không quá rất nhiều. Và các bạn lưu ý nhá về cái sạc về dầu máy ấy, thì các bạn đổ dầu vào khoảng 1.000-1.500 cây thì các bạn nên thay một lần nha Rồi tiếp đến thì đây anh khách vừa mua chiếc xe nguyên pha màu xanh tím rời rời khỏi hàng đây mình sẽ quay thêm cho các bạn về nguyên pha màu đen vành đúc mà mình vừa nói ở đầu video thì đây là phiên bản này thì đắt hơn các phiên bản vành nan khoảng 1 triệu thì có nghĩa là phiên bản giả dụ thì cái phiên bản này nó rơi vào khoảng gần 22 triệu nguyên xe đây là phiên bản màu vành đúc Năm nan Nó khá giống vành uh, nguyên bản của Honda Việt Nam Nhưng thực chất chỉ quên pha không có vành đúc Nguyên bản không có vành đúc đâu Chỉ có vành nan thôi Một số khách hàng thì người ta thích vành nan Một số các bạn trẻ thì thích vành đúc Vì nó có mang sự cá tính Còn một vài khách hàng trung tuổi ấy, Người ta thích vành nan Vì nó đi nó êm ái hơn một chút xíu Nó có sự đàn hồi Đấy, anh em trẻ thì đã thích cái vành đúc thì mỗi một người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau thì tùy nha các bạn có thể là lựa chọn đây các bạn nhìn này chiếc xe bullet số này Đấy, nhìn cái vành mà hãng ta độ thêm có khác gì cái phiên bản mà vành nguyên bản của Honda không? số này, bởi số này thì đắt hơn một chút xíu, nó khoảng từ 19 đến 24 triệu cho từng phiên bản. Đấy, còn đây là một thêm một dàn xe nữa, một vài chiếc xe được độ thêm vành đúc, vành đúc 5 nan này, vành đúc 9 nan này. Vành đúc 9 nan thì nhìn nó khá là đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Và các bạn cần mua xe thì các bạn hãy liên hệ vào số điện thoại mà mình đã để ở trong video này nha, sẽ gặp bạn Linh. Và cửa hàng này thì ở tỉnh Phú Thọ. Nói chung là anh em nào gần tỉnh Phú Thọ anh em có thể liên hệ vào số điện thoại mà mình đã để ở video thì các bạn có thể mua xe nha. Hiện tại thì Wenfa cũng đang có chương trình trả góp khá là hấp dẫn. Các bạn có thể trả góp từ 0 đồng các bạn không mang tiền cũng được. Nhưng cái tỷ lệ lãi suất nó sẽ cao hơn một chút xíu với nếu như các bạn mua xe trả góp không đồng. Thì tốt nhất là khi mua xe các bạn nên trả trước từ khoảng là 3 5 triệu đó có những cái lãi suất nó tốt hơn. Mua xe trả góp bây giờ chỉ cần chứng minh thư nhân dân hoặc sổ khẩu là được nha mọi người. Khá là đơn giản. Qua tặng của hãng thì hãng nào tốt Người ta sẽ tặng thêm dầu máy Hãng nào mà người ta có chương trình là ít Thì tặng thêm các 6 lần kiểm tra định kỳ Cũng như là mũ bảo hiểm hoặc là áo mưa nha mọi người Các bạn nhìn này, dàn quen và trắng ngọc trinh Khá là đẹp Và một cái nữa mình khuyên, khuyên các bạn là đi mua xe Thì nên dán đi lông vào nha Được rồi, xin chào các bạn